Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Năm, 21 tháng 7 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin tóm lược quan trọng trong ngày. Kế tiếp là tin về Tòa Bạch Ốc đang thúc đẩy y học chính xác nhưng thêm nhiều năm nữa do Bích Phượng thực hiện. Tiếp theo là bài tham luận bộ sưu tập của cố Tổng Bí thư Trung Cộng Triệu Tử Dương sẽ được xuất bản ở Hồng Kông. Và sau cùng là phóng sự Đại hội Liên Hữu Hội Thánh Tinh Lành do Bạch Viên thực hiện. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính gửi đến quý vị bản tin tóm lược quan trọng trong ngày do SBTN Washington DC thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Ted Cruz bị mạnh mẽ la ó khi ông từ chối xác nhận ông Donald Trump. Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas Ted Cruz cố gắng liên kết phe cánh với các thành viên đảng Cộng Hòa tại đại hội toàn quốc của đảng hôm thứ Tư 20 tháng 7, nhưng bị la ó mạnh mẽ bởi các đại biểu khi ông kết thúc bài phát biểu của mình mà không chứng thực cho ông Donald Trump, hoặc thậm chí nói rằng ông sẽ bỏ phiếu cho tỷ phú New York. Khi ông xuất hiện trên sân khấu, ông Cruz hưởng một phút hoan nghênh nhiệt liệt kéo dài. Ông Cruz đã về nhì sau ông Trump trong chiến dịch sơ bộ của đảng Cộng Hòa và chúc mừng ứng cử viên của đảng Cộng Hòa khi chiến thắng ông. Nhưng khi đến gần việc ông Cruz sẽ nói rằng ông muốn ông Trump sẽ giành chiến thắng để vào Tòa Bạch Ốc. Nhưng ông lại nói, tôi muốn nhìn thấy các nguyên tắc mà đảng của chúng ta tin tưởng sẽ thắng trong tháng 11. Ông Cruz đã không nói với các đại biểu đại hội đảng rằng ông sẽ đi bỏ phiếu cho ông Trump. AP kiểm tra sự kiện đảng Cộng Hòa vội đổ lỗi cho bà Clinton. Tân ứng viên phó tổng thống của ông Donald Trump và các thành viên khác của đảng Cộng Hòa khác đã cáo buộc cách sai trái bà Hillary Clinton về việc bà phát biểu cách dửng dưng về cái chết của người Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, xoắn các ý kiến của bà ra khỏi bối cảnh để cáo buộc bà. Một cái nhìn vào một số khiếu nại từ sân khấu của Đại hội Toàn quốc đảng Cộng Hòa vào đêm thứ Tư 20 tháng 7 và cách thức so sánh chúng với các sự kiện. Thống đốc tiểu bang Indiana Mike Pence được ông Trump chọn cho chức phó tổng thống. Chính bà Hillary Clinton đã để cho công dân Hoa Kỳ đi vào cách nguy hiểm ở Benghazi. Và sau khi 4 người Hoa Kỳ nằm xuống, bà đã nói, ở điểm này, sự khác biệt nào sẽ làm đây? Tòa án phúc thẩm, luật thẻ căn cước cử tri tiểu bang Texas phân biệt đối xử có lệnh sửa lại. Luật thẻ căn cước cử tri tiểu bang Texas phân biệt đối xử chống lại nhóm thiểu số và người nghèo và cần phải được điều chỉnh trước các cuộc bầu cử tháng 11. Một tòa án phúc thẩm liên bang đã ra phán quyết này ngày thứ Tư 20 tháng 7, tiếp sau các than phiền rằng ít nhất một nửa triệu cử tri ghi danh đã đấu tranh để bỏ phiếu. Phán quyết này là một chiến thắng trong năm bầu cử cho chính quyền của Tổng thống Barack Obama, vốn có bước đi bất thường để đưa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ở Texas đến đấu tranh cho trường hợp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bà Loretta Lynch, cho biết phán quyền khẳng định rằng luật năm 2011 mà Texas đã thi hành tại ba cuộc bầu cử giảm bớt quyền bỏ phiếu dựa trên chủng tộc hay màu da. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố 3 tháng tình trạng khẩn cấp sau vụ đảo chính bất thành. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư 20 tháng 7 tuyên bố 3 tháng tình trạng khẩn cấp sau cuộc đảo chính bất thành, tuyên bố ông sẽ làm cho quân đội thoát khỏi virus lật đổ và cho chính phủ thêm quyền hạn để mở rộng một cuộc đàn áp vốn đã bắt giữ hàng loạt người và đóng cửa hàng trăm trường học. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, người bị cáo buộc về hành vi độc đoán trước cuộc nổi dậy, cho biết biện pháp này sẽ nhằm chống lại mối đe dọa cho nền dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Có thể dự đoán các nhà đầu tư bồn chồn, ông Erdogan chỉ trích công ty Standard & Poor's cho hạ xuống sự xếp hạng tín dụng của nó đối với Thổ Nhĩ Kỳ sâu hơn vào tình trạng rác và cho biết rằng nước này vẫn có kỷ luật tài chính.